Thưa quý vị, tâm đắc câu, chỉ có hiểu quá khứ mới vững bước trong tương lai, nên ông Lê Quốc Việt, Tư Việt ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đang ráng sức cấy trồng cho các giống lúa mùa từng cho người dân bao đời chén cơm ngon, nhưng nay dường như đã hết thời. Ngay bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về câu chuyện này quý vị nhé! Lọt thỏm giữa không gian của thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, mảnh đất rộng 25.000 m² của ông Tư Việt được bố trí lạ đời và khoa học. Trong khoảng đất ấy, và đặc biệt là khoảng đất sau hè, ông Tư Việt phân ra những ô vuông rồi gieo trồng đủ loại giống lúa mùa khác nhau để nhằm gìn giữ đời sống văn hóa lúa mùa trên vùng đất biển Kiên Giang. Năm 17 tuổi là tất cả những gì người nông dân làm được là tôi làm được và làm y như họ. Sau đó đi học đại học đó thì lại học về cái cây lúa ngắn ngày và chuyển qua làm lúa ngắn ngày. Đến khi mình lớn lên đó, cái ký ức nó sống lại. Ký ức sống lại thì mình mới thôi, ủa tại sao lại không có làm lại những cái môi trường giống như hồi xưa. Đó mình chạy ra đồng, mình đi bắt cá hầm, bắt cá cạn, rồi đi đốt cá nướng rơm, rồi nói chung là còn những cái chuyện khác nữa, một cái kỷ niệm rất là đẹp. Nghĩ là làm, đến khoảng năm 2017, ông Tư Việt bắt tay vào việc phục dựng lại cây lúa mùa. Để có giống lúa mùa, ông phải lên các viện, trường đại học để xin nguồn gen lúa mùa về trồng nhân giống như Thần Nông 5, Thần Nông 8, Tàu Hương, Châu Hồng Võ, Sao Quay, Một Bụi, Móng Chim Rơi và Nàng Thơm Cồn Vĩnh Quế. Nguồn gốc của nàng thơm chợ đào. Dần dà, ông đã sưu tập hơn 40 loại giống lúa mùa độc đáo và được gieo trồng trên chính mảnh đất quê hương của mình. Rất là nhiều khó khăn. Ngay từ cả từ cái khâu mà sưu tập các cái nông cụ là khó khăn rồi. Vì hầu hết các nông cụ là bằng gỗ. Do đó nó bị hư, có cái tìm được, có cái không tìm được, phải phục chế lại. Cái khó khăn thứ hai mà cũng rất là lớn đó là các giống lúa. Hầu như là không còn ai làm, rất là không khó kiếm được. Do đó là phải nghĩ ra cái cách là đi lên các cái viện, các cái trường xin lại cái nguồn gen để mình phục hồi. Một cái khó khăn thứ ba nữa đó là chỉ có một mình làm lại cái mùa lúa này thôi. Do đó các cái loại mà dịch hại, đặc biệt là chim với chuột, nó rất là mê. Chú Tư ăn lúa sạch, con cũng biết ăn lúa sạch vậy. Tất cả là gom lại đây, coi như là bu lại đây ăn, là nó có những vụ mà thiệt hại gần như là 100%, rất là nặng này. Đó là cái thứ ba. Ông còn nghiên cứu làm ra mô hình kết hợp nuôi cá, vịt và bèo làm phân hữu cơ trên ruộng lúa, làm ra môi trường tự nhiên và không cần sử dụng phân thuốc hóa học. Nhưng cây lúa mùa vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng, sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất đạt 12 đến 15 dạ một công, 2 đến 2,5 tấn một hecta. Chị rất là thích tại vì nó tái hiện lại cái khung cảnh hồi xưa á, thì có thể là cho các bé trải nghiệm luôn, tại giờ các bé không có nhiều môi trường để chơi những cái hoạt động ngày xưa như mình á. Cho nên là chị vừa tham quan rồi vừa cho các bé chơi luôn. À, đông lắm mà khách lại nhiều đó là vui lắm đó. Anh Tư Việt vui lắm, bị đông lại nhiều đó. Thì ông thấy mấy cô đó vui vẻ lại vui lắm. Có nhiều trường đại học biết đến mình, đưa các em sinh viên xuống đây để tìm hiểu, để lắng nghe cái mình chia sẻ về cái văn hóa lúa mùa. Đó là cái điều mà mình thấy là coi như là được mãn nguyện rồi đó. Nhưng mà còn về cái văn hóa, cái gạo lúa mùa đó, thì thực ra đó là cũng mấy chục năm qua, người ta cũng quen dần với cái lúa cao sản, lúa ngắn ngày. Bởi vì trong cái lúa cao sản người ta cũng có một sự cải tiến. Từ các giống mới lai ban đầu của IRI thì đến nay người ta đã đưa những cái gen thơm, mùi mềm, mùi dẻo vô nữa. Cho nên cái chất lượng của lúa ngắn ngày cũng rất là cao. Cao, đỉnh cao của nó là ST25 được thế giới công nhận là gạo ngon nhất thế giới. Do đó, đó khi mình đưa về quay lại cái gạo lúa mùa đó là cái khẩu vị đó có một... hầu hết là người ta không còn quen nữa, không còn nhớ cái xưa nữa. Do đó là nói gì cái thị trường gạo là một cái vấn đề khó, một cái rất là muốn nút thắt đó, là khó gỡ. Nhưng mà điều đó là một, mình cũng không có mục tiêu là mình để làm bán gạo là chính.
Do đó mình cũng cố gắng mình đi từng bước rồi làm sao để đảm bảo duy trì được cái nơi này là ok. Chứ không, giờ thì cũng lớn tuổi rồi, chẳng làm giàu làm có để làm gì. Ăn không được bao nhiêu mà mặc thì cũng đâu có cần, không quan trọng nữa. Sinh viên và khách du lịch đến tham quan, ông Tư Việt vui và rất hạnh phúc. Song ngoài phục dựng trồng lúa mùa, trong căn nhà được lợp bằng mái lá mát rượi, ông sử dụng một khoảng diện tích nhỏ để trưng bày các nông cụ làm nông xưa.